Hello hello, xin chào anh em nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ở video mới nhất ngày hôm nay, được chưa, mới nhất lên cho anh em phiên bản Delta X, Clean Delta X. Đó, có quốc tế này, có VNG, không cần cài đè anh em nha. Tức là các bạn chơi Roblox nào thì tải về Delta của cái đó. Ví dụ mình chơi quốc tế mình sẽ tải về Delta quốc tế. Còn mình không thích chơi quốc tế, mình chơi VNG thì mình tải về Delta VNG update, được chưa? Link tải mình sẽ để phần bình luận video này để các bạn có thể tải về. Và sau khi tải về xong ấy thì bắt đầu bước 1 thì nó sẽ xóa cái game rồi đó trên máy các bạn ra. Bước 2 thì bắt đầu các bạn cài cho mình, ví dụ mình chơi VNG mình sẽ cài Delta X VNG update. Nếu mà install cài đặt, được chưa? Và cài xong mình sẽ open mở nó lên. Đến cái bước này thì anh em sẽ bấm phím cấp quyền cho mình để nó truy cập vào trong bộ nhớ điện thoại, bấm quay trở lại. Đó, sau đây được chưa? Đúng 12 cộng được chưa? Đúng biểu hiện của VNG chưa? Rồi, và mình sẽ đăng nhập cái nick của mình vào nhá. Ok, rồi. Vậy là mình đã vào đến trong game nhá. Đó, được chưa? Rất là ngoan và VIP Pro cho anh em luôn. Và đây mình chúng ta ngồi mở lên này đó. Thì đây thì nếu mà nó bắt get key thì các bạn sẽ làm như mình nhá. Bấm vào nhận key này, sao chép một cái đường link này. Sao chép xong đường link này thì các bạn sẽ mở cho mình cái ứng dụng Chrome lên. Chrome lên. Được chưa? Sau đó các bạn bấm bộ nhớ tạm, các bạn dán cho mình cái đường link vừa sao chép get key ấy. Sau đó các bạn bấm ok để đi. Nó sẽ đưa anh em đến một cái trang web như thế này. Được chưa? Chúng ta chỉ cần làm đúng một bước cho mình là có key luôn này. Anh em thấy nó đếm được không? Delta Android cái system checkpoint này chỉ có một bước thôi. Anh em bấm continue. Nếu có quảng cáo bấm quay trở lại, bấm vào continue mình một lần nữa. Rất là dễ đúng không ạ? Và sau khi xong đến đây nó sẽ loát như này nhá. Rồi, và bắt đầu các bạn này làm cho mình hai bước này. Complete the survey, bấm vào cho mình. Được chưa? Cứ bấm vào cho mình dòng đầu và khi nó hỏi này. Nó quảng cáo này, anh em nhìn quảng cáo bấm quay trở lại. Và các bạn đợi cho một chút để cho nó tích V lên là xong. Rất đơn giản, không có khó khăn này. Tiếp theo này, discover the best app, bấm vào. Được chưa? Đó, nó sẽ đưa anh em đến cái này. Bấm quay trở lại cho mình và các bạn làm mình lặp lại một lần nữa, bấm vào. Kéo xuống, quay trở lại, bấm vào. Được chưa? Đó, anh em thể mở lên cũng được, sau đó anh em bấm quay trở lại. Bấm đây. Quay trở lại cho mình cái tab Chrome nha. Đây, cái tab Chrome đây. Đó, và các bạn đợi một chút để nó tích V phát là xong. Ok, sau khi nó tích V xong như này anh em thấy không ạ? Đó, hoàn thành như này anh em bấm unlock content cho mình và đợi cho mình 5 giây. Đó. Được chưa? Và sau đó là bấm vào đây, bấm quay trở lại và bấm vào đây một lần nữa, có key. Copy cái key này và các bạn quay trở lại game giúp cho mình nhá. Ok, rồi. Vậy là đã quay trở lại game thành công nha anh em. Đây, các bạn có thể nhìn thấy này. Đó, và anh em chỉ việc mở lên và sau đó anh em dán script menu ở đây cho mình là chạy thôi. Anh em có script bất kỳ, còn không có thì các bạn có thể tham khảo cái phần bình luận video này. Mình để cho anh em script ở WAZU, các bạn thì sử dụng nhá. Còn về cái này nó cũng có một số cái tính năng phụ cho các bạn như là FPS này. Để cho anh em nhìn thấy này, icon này. Đó, nói chung là thực ra chúng ta dùng cái này chủ yếu chúng ta quan tâm đến có cả hô húp cho anh em luôn này. Đó, và dán vào đây là chạy thôi đúng không ạ? Còn cách sử dụng chắc hẳn là quá quen thuộc rồi. Mình không cần phải hướng dẫn nhiều, chúng ta update đến cho anh em và hướng dẫn cho các bạn mới, hướng dẫn cho các bạn người mới. Anh em chưa biết hack block fruit kiểu gì thì anh em có thể tham khảo cái cách này anh em nhá, để có thể sử dụng được Delta, dán script menu vào đây và sau đó bấm vào skill ở đây còn là chạy thôi. Rất là đơn giản. Và toàn bộ link tải những cái file này mình sẽ để phần bình luận video này để các bạn có thể tải về nhá.